Quý vị và các bạn thân mến, vừa qua, tại nhà văn hóa thôn Bằng Phú, xã Thạch Bình, Ủy ban Nhân dân xã Thạch Bình đã phối hợp với Công an huyện Thạch Thành tổ chức lễ ra mắt mô hình dòng họ Đinh Xuân tự quản về an ninh trật tự. Sự buổi ra mắt có các đồng chí lãnh đạo Công an huyện, Ban dân vận huyện ủy, đại diện cấp ủy chính quyền xã Thạch Bình và đông đảo bà con trong dòng họ Đinh Xuân. Dòng họ Đinh Xuân tại thôn Bằng Phú, xã Thạch Bình hiện có 54 hộ với 230 nhân khẩu để phát huy vai trò trách nhiệm của dòng họ trong lưu giữ những nét văn hóa sinh hoạt cộng đồng tốt đẹp, đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, đảm bảo an ninh trật tự, góp phần phát triển kinh tế, xây dựng xã Thịnh Bình ngày càng phát triển. Theo nguyện vọng của dòng họ, công an huyện Thịnh Thành, ủy ban dân xã Thịnh Bình đã phối hợp với dòng họ Đinh Xuân xây dựng và triển khai mô hình dòng họ tự quản về an ninh trật tự, dòng họ Đinh Xuân vì cộng đồng bình yên. Để mô hình hoạt động hiệu quả, ban chỉ đạo mô hình đã ban hành quy chế hoạt động trong đó xong họ hoạt động theo nguyên tắc tự xác tự nguyện tự chủ về tài chính nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước tôn trọng các quy định phong tục tập quán của địa phương tổ chức ký kết thi đua giữa các tri họ và khu dân cư trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tuyên truyền giáo dục để người thân trong gia đình thực hiện tốt quy chế mô hình tuyệt đối không vi phạm pháp luật việc triển khai mô hình này nhận được sự ghi nhận đánh giá cao của cấp ủy chính quyền và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân qua đó tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đảm bảo an ninh trật tự xây dựng kinh tế xã hội tại địa phương